Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cho cả nhà là máy đổi áo bơm rong tại sao hai cái giá tiền giống nhau nhưng mà mẫu mã lại khác nhau. Lý do là tại sao ha? Thì Hoàng Sơn có rất là nhiều video về máy đổi áo bơm rong, những cái dòng cơ bản là tầm khoảng chưa tới 1 triệu. Còn những cái dòng mà nhiều người xài á tầm khoảng 1 triệu 2 nè, 1 triệu 190 ngàn cho đến 1 triệu rưỡi. Thì những cái dòng tầm 1 triệu rưỡi đó có chức năng là vòng khuôn cứng tạo sẵn để tránh sai lệch nè, hoặc là có thêm ngày giờ nhớ. Còn những dòng mạch trên 3 triệu thì cảnh báo đột quỵ ha. Và hôm nay chúng ta quay lại là tại sao hai máy đều giá là 1 triệu 190 ngàn giá của hãng nha. Còn trên thị trường trôi nổi thì Hoàng Sơn không có biết gì những sản phẩm đó. Hai sản phẩm giá giống nhau, tại sao model khác nhau, và khác nhau chỗ nào? Thì cái dòng mà từ năm 2022 trở về trước á, thì chúng ta hay quen thuộc đó là 7121. Còn cái dòng đời mới của 2023 đó là 7143T1. Nó có chữ T, tức là nó sẽ có thêm chức năng là kết nối điện thoại. Thì hiện tại nếu như bà con mình ngại sử dụng những cái dòng mà nhiều chức năng rối á, thì mình cũng có thể chọn cái dòng 2022. Còn Hoàng Sơn nghĩ là sau này những cái dòng như thế này sẽ ngừng sản xuất để chọn lựa chọn là những cái dòng đời mới hơn, tại giá thành như nhau mà. Chức năng của nó thì đo huyết áp, đếm nhịp tim, cảnh báo cử động khi đo, cảnh báo tim loạn nhịp và bộ nhớ 30 lần ha. Còn bên trong máy thì sao? Mình sẽ xem cái dòng 7121 của đời 2022. Thì đi theo máy là chúng ta có cái một cái thân máy như thế này. Một cái vòng khuôn và bốn viên pin bên trong. Rồi. Còn cái dòng này thì giá niêm yết của hãng là 1.190.000. Đó là 7143T1. Thì Hoàng Sơn có từng video hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn và cách sử dụng nha. Và có thêm luôn cả là cách kết nối với điện thoại. Tại giả sử bộ nhớ nó lưu trong đó, nhưng mà mình muốn gửi qua cho bác sĩ nè, người thân bạn bè qua email, hoặc là lưu trên cái điện thoại đó, thì mình có thể kết nối Bluetooth để chuyển qua. Thì hầu như những dòng máy 2023, từ những dòng máy 960.000 trở lên đó, là ôm rong đều có kết nối với điện thoại hết nghe. Rồi đây chúng ta cũng có một cái dòng quấn và pin bên trong. Rồi hai máy khác nhau chỗ nào ha? Cả nhà thấy nhìn bên ngoài nè, nó chỉ khác nhau về màu thôi. Bên đây là cái màu xám bên trên, màu trắng bên dưới, còn cái này màu xám toàn bộ. Và bên cạnh đó cái nút mà chúng ta xem lại bộ nhớ 30 lần á, thì bên đây nó có ký hiệu là Bluetooth. Nếu mà hàng chính hãng nha, sẽ có cái này. Rồi cả nhà hỏi là hàng chính hãng như vậy hai máy này thì có cục biến điện hay không? Tất cả những dòng máy đo của ôm rong cho đến cả những dòng mà tầm 3 triệu thì chúng ta vẫn không có cục biến điện đi theo. Tại vì một bộ pin như vậy á, chúng ta xài cũng được cả năm. Và chúng ta mua cục biến điện đó là thêm khoảng 200 ngàn, ví dụ giống như bác sĩ một ngày đo rất là nhiều bệnh nhân thì cần mua thêm cái đó để cắm vào ổ điện xài trực tiếp. Còn hàng của hãng á, thì khuyên chúng ta là không nên mua những cái cục biến điện 20-30 ngàn bên ngoài, cắm vào hàng hư á, hoặc là đo sai thì hãng sẽ không có bảo hành. Còn bộ pin tốt á, chúng ta đo cả năm ha. Khi hết pin thì nó báo hết pin cũng giống như điện thoại, thì chúng ta biết để thay pin, nên là bà con mình yên tâm không có sợ là pin yếu đo sai, mà khi nếu mà đo không được thì máy nó sẽ không cho mình đo luôn. Rồi thì cả nhà mình có thể chọn lựa một trong hai dòng này. Nếu mà giống như bà con mình không quan tâm đến cái điện thoại đó, thì tất cả đều như nhau là đo huyết áp nè, đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, bao nhiêu lần nhịp đập của tim, cử động khi đo, cảnh báo tim loạn nhịp đó, và bộ nhớ 30 lần.